có liền kit á nên phải xài lên 50 cho quay vlog nhẹ. Ừ, rất là nhẹ thôi á. Giờ mình sẽ mở hộp Small Rig, một cái mini side handle cho rig, xài chung các loại luôn nha, là cho Sony, cho Fuji của tụi mình luôn. Lạ ha, vlog unbox bằng tiêu chuẩn 50. Mày co nó cực kỳ cận luôn. Qua một bên nó sẽ gồm hai phần như thế này, chở gói như kiểu bắp tét nhiều thơ vậy á. Đó, thấy không? Nhiều đây hết 3.000, hết 100.000 lá rồi đó. Xong rồi cái này, cái cây đỡ của nó. Ủa nè. Ờ, ý thường không không may làm thế. Ý là nó sẽ không được đổ bóng chứ. Để sẽ gắn cái này kết hợp lại với bên trong. Quỷ, làm sao để chốt lại được hay vậy? Nghĩa ơi, anh có nhiều câu hỏi lắm á Nghĩa. Cái này làm sao để siết vậy? À, cái này phải tháo ốc ra. Ồ, mày có hiểu rồi. Không có gì. Không có gì hết. Anh tự trả lời luôn á. Đáng tự hỏi làm sao để quay vlog do không mang máy vlog theo á. Xong mới nhận ra, ừ, mày có điện thoại làm gì đúng không? Hợp lý hơn rồi nè. Nhưng mà quá muộn rồi. Ừ, xong xuôi hết rồi ha. Tại vì hôm nay chỉ muốn khoe là đem con đèn Matrix siêu nhẹ này ra và Nghĩa mua một cái softbox quick release cho nó. Thấy bao nhiêu vậy? Mình nhớ là mắc không? Em muốn chọc anh. Em muốn chọc anh? Kiểu gì á? Không, hôm nay đâu có mang máy đâu. Ủa khoan, đồ vụ gì vậy? Em mới chặt thì thôi, chặt lét rồi đó. Là sao? Ý là cần thì qua đường mua cũng được mà. Mua gì? Thuốc. Sao bị chôm thuốc? Tưởng có gì hết. Cái gì vậy? Nắm hoài hộp luôn. Thế tức. Nhìn cái filter tức. Muốn tin được là sao này? Ủa, tưởng đâu đồ mất tiền nữa, nó sẽ có những cái đó chứ. Nhìn mà giống như đang cầm món thịt tướng trên tay vậy. Mất tiền với anh đi hẹn. Nhìn tên em em rồi. Hai lần rồi đó. Ý chú rể là mấy chú đi đã khó rồi mà còn cái xa nữa. Không có nhấn quay đừng lo. Tại anh hết tay nó nhấn rồi. Dạ, hôm nay cho các bạn coi quick look về cái con ZV-E10 á. Nếu mà dịp mình ăn nỉ được Nghĩa cho mình mượn bữa nào review cũng được. À, chắc mai mốt bị đó review vlog với con này mà lên 16 nè. À, đúng. Con cốc trời ơi, cốc rẻ là sao? Nếu mà anh có tiền cũng mua luôn rồi đó, chứ anh không thèm mua A7C2 đâu. Sao vậy sao? Không có cái gì anh suối mà team này mua hết á. Thà. Đấy. Ok, 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 cái này là một ngoại lệ. Cái này là em. Ở đây là ý suối nữa. Ý suối. Là nói anh có cái trị gì đâu. Cây. Mắc gì cười? Có ai sặc xoài như ý chưa? Chà này quay clip nhiều quá rồi. Ok, cho bạn coi phết lúc của nó thôi ha. Và anh mất nhậm nhí á. Sao lại đội bịch lên đầu? Cái ổn không ý? Mai sạch thêm cái tóc hay đồ đó. Nó bồng tiếng này nhé. Ý là nó không những đi một đường, nó còn đi bật nữa. Thế là đội cái bịch lên đầu. Quay phòng chợ ở xong rồi té vào trong nhà vệ sinh thì thế đâu rồi. Trường không phải té, không phải đập cái tay vô đâu, không biết gì. Qua hiểu. Đang ngồi nữa. Rồi. Xong, hai thằng quay lại nhìn. Cái gì vậy? Ủa, cái gì? Con đứa bay bay vệ sinh bay ra. Em đuổi theo con dế. Dế? Con dế ngược lại. Clip cua chi của tụi mình tới đây ha, chứ để nước đi nữa cười rung tay luôn á.